Hello, hello, xin chào các bạn để đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay là đầu tuần tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 7 giờ 45 phút tối giờ Cali Happy Monday các bạn, nhưng mà nào, ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ hai rồi Thì hôm nay Thuần cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thông tin Thuần muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta có thể bắt đầu với tình hình chung của thị trường tài chính Chúng ta có thể nói tới những chỉ số của chứng Hoa Kỳ Thì hôm nay các bạn đã thấy là cả ba chỉ số lớn đó đều là màu xanh Chúng ta thấy được là Dow Jones tăng nhiều nhất, tăng 0.62% S&P 500 đó, tăng 0.24 và Nasdaq đó thì tăng ít nhất tăng 0.18. Pre-market thì bây giờ thì cũng không có sự thay đổi nhiều các bạn. Chúng ta nhìn thấy là hợp đồng dầu đó thì uh, hôm nay tăng tiếp tục các bạn ở mức là 73 đô và 34 cent cho một thùng dầu tăng 0.48% nói chung cái mức này vẫn coi như là thấp nhưng mà cũng đã có sự tăng trưởng sau khi mà xuống dưới 70 đô la hợp đồng vàng thì không có nhiều sự rỗi các bạn tăng nhẹ một chút ở mức là mươi hai đô cho một ounce vàng crypto thì hôm nay cũng là một ngày tốt chúng ta có thể nhìn thấy được là đối với lại BTC thì hôm nay chúng ta đã có một cái sự tăng trưởng nhưng mà sau đó giá BDC lại đi ngược trở xuống nhưng mà chúng ta vẫn đang ở cái mức là khoảng 30.500 đô chúng ta sẽ nói thêm về crypto một đát nữa nhưng mà hôm nay có phải là có thông tin gì tốt dẫn đến à, giá cả chứng khoán tăng trưởng hay không thì cũng không hẳn đâu các bạn thậm chí chúng ta có một số những cái thông tin mang tính chất lo ngại ý thuận bắt đầu chia sẻ với các bạn đầu tiên hết chúng ta có thể nhìn thấy người này trên màn hình là Trish Wolf đây là một trong những người phân tích đến từ công ty Fitch thì người này đã đưa ra một cái nhận định là dựa theo tình hình lãi suất hiện bây giờ cũng như lãi suất vẫn đang ở mức cao và thậm chí còn sẽ cao hơn nữa khi mà Fed tăng lãi suất tháng 7 này đó là cái dự định của Fed hiện tại và chúng ta thấy được là ngoài vấn đề lãi suất ra đó thì uh, vấn đề liên quan tới quy định vẫn đang bị siết chặt về quy định cho vay. Thêm vào đó chúng ta cũng đang đối đầu với lại uh, một cái uh, sự lo lắng liên quan tới bất động sản thương mại. Chúng ta cũng đã nói khá nhiều về vấn đề này rồi tại vì bất động sản thương mại uh, cần phải refinance nghĩa là cần phải khi mà đáo hạn uh, mượn nợ mới mà bây giờ lãi suất đang ở mức cao thì đây là những cái sự lo lắng sẽ khiến cho nhiều ngân hàng gặp vấn đề và người này đó đã chia sẻ là dựa theo ước tính của Fitch thì hiện giờ ở Hoa Kỳ có khoảng 4839 ngân hàng. Cái số lượng ngân hàng này đó so với lại những quốc gia trong G7 đó thì vượt trội luôn. Chúng ta nhìn thấy được là cái quốc gia mà có nhiều ngân hàng trong nhóm G7 này đứng thứ nhì là UK nghĩa là Vương quốc Anh các bạn và Vương quốc Anh chỉ có 311 ngân hàng mà thôi. Ở nước Đức thì có 251, nước Pháp là 228, nước Ý là 218, Nhật Bản là 112 và Canada là 81 các bạn. Nói chung, ở Hoa Kỳ đã có số lượng ngân hàng cực kỳ lớn luôn nhưng mà người này đã nói là trong vòng khoảng chừng 10 năm tới đây chúng ta thấy là cái số lượng ngân hàng này cắt đi còn phần nữa mà thôi tại vì sẽ có rất là nhiều những ngân hàng sẽ bị sụp đổ hay là quá yếu ớt và sẽ bị thâu mua bởi những ngân hàng lớn hơn và mạnh hơn như là chúng ta đã từng nhìn thấy là ngân hàng first republic sau khi mà gặp vấn đề thì jp morgan đã thu mua lại ngân hàng first republic và điều này sẽ tiếp tục xảy ra tại vì chúng ta nhìn thấy được là vấn đề bây giờ mặc dù là CEO Jamie Dimon của ngân hàng JP Morgan nói là mọi thứ đã ổn rồi nhưng mà thực sự không ổn đâu. Chúng ta cũng đã nghe những cái lời phát biểu đến từ Fed ấy, thì Fed nói là sau khi mà làm một bài kiểm tra cho những ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ thì trong cái số lượng ngân hàng lớn đó thì tôi nhớ là họ nói 21 ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ đều đã có thể qua được cái bài kiểm tra đó. Bài kiểm tra đó, đó là họ đưa ra một cái giả thuyết là lỡ như chúng ta có một suy thoái tài chính cực kỳ sâu dẫn đến là giá nhà giảm 30% cổ phiếu giảm bao nhiêu những cái hàng lỗ tới hơn 500 tỷ đô la thì cái số lượng ngân hàng lớn đó là 20 mấy ngân hàng đó thì vẫn có thể tiếp tục tồn tại tiếp tục kinh doanh và phát triển nhưng mà còn 4.000 mấy ngân hàng còn lại thì đã sao các bạn nói chung đó, thì người này nghĩ là tình hình ngân hàng vẫn hoàn toàn chưa có ổn đâu Fed có thể tăng lãi suất nhưng mà việc tăng lãi suất dưới suất cao siết chặt cho vay sẽ có hậu quả và chúng ta có thể nhìn thấy cái thông tin liên quan tới microsoft là họ sẽ tiếp tục sa thải thêm nhân viên thuận tưởng đâu là cái việc những công ty công nghệ lớn đó, sa nhân viên thì cũng coi như đã chấm dứt khoảng chừng đầu năm nay rồi nhưng mà không các bạn công ty Microsoft nói là họ sẽ tiếp tục sa thải thêm hồi tháng 1 đó họ đã công bố là sẽ sa thải khoảng chừng 10.000 nhân viên của Microsoft nhưng mà bây giờ họ nói là không có đủ họ sẽ sa thải thêm bao nhiêu thì không nói rõ đợt này các bạn và chúng ta cũng thấy là cho dù tình hình là lãi suất cao đó thì một cái hiện tượng chúng ta đã nhìn thấy ở đây đó chính là giá nhà Hoa Kỳ lại tăng trở lại và thông báo ngày hôm nay đây giá nhà đã tăng thêm 0. 7% khi mà điều chỉnh so với lại cái tháng trước đó các bạn nói chung đó, thì chúng ta cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi tại vì lãi suất cao dẫn đến giá nhà tăng nó hoàn toàn không có logic nhưng mà khi mà chúng ta nhìn tổng quan thị trường thì chúng ta sẽ hiểu là tại sao tại vì cái số lượng người mà bán nhà ra thì họ đương nhiên phải mua nhà mới nhưng mà khi họ mua nhà mới thì lãi suất sẽ cao so với cái nhà họ đang ở lãi suất tăng thấp cho nên nhiều người lựa chọn là không bán nhà dẫn đến là không có nhiều nhà để bán giá nhà lại tăng lên thì cái mà chúng ta có thể hiểu đây là như thế này fed có thể đưa ra quyết định tiếp tục tăng lãi suất đó là chuyện của fed tiếp tục giữ lãi suất cao một thời gian dài đó là chuyện của fed nhưng mà mỗi lần fed tăng lãi suất mỗi một lần mà Fed ra quyết định là giữ lãi suất cao thêm một tháng nữa thì chúng ta thấy được là càng ngày sẽ càng tiến tới gần bờ vực thẳm thì Fed có thắng lại kịp hay là không thì tương lai sẽ có câu trả lời nói chung đó, có thể là Fed đã đúng có thể là Fed có thể ngừng đúng lúc và chúng ta không đi vào một cái suy thái tài chính và mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn hay là chúng ta thực sự điều suy thái tài chính nhưng mà kết quả cũng sẽ giống nhau mà thôi Fed đã trong một cái chu kỳ siết chặt nguồn tiền các bạn và chúng ta đã đến cái phần cuối chu kỳ đó rồi khi nào thì Fed mới thả lỏng tương tiền tệ trở lại đó thì đương nhiên chúng ta không thể biết chắc chắn nhưng mà trong tương lai Fed sẽ ngưng lãi suất và trong tương lai Fed sẽ giảm lãi suất một lần nữa thả lỏng để kích thích nền kinh tế và lúc đó là lúc mà chúng ta sẽ thấy là những tài sản lại sẽ có một cái sự tăng trưởng nữa một cái chu kỳ mới lại bắt đầu cho đến khi mà các bạn thấy là Fed lại cần phải siết chặt nguồn tiền nữa và cứ như vậy việc Fed Fed làm việc thuận là tiếp tục tích lũy tài sản theo thời gian và đối với lại fed ấy, thì chúng ta cũng đã biết là trong tuần này chúng ta sẽ có chỉ số lạm phát cpi công bố vào ngày thứ tư à, nhưng mà thật ra đợt này tôi cũng không quan tâm nhiều rồi các bạn hầu như các bạn đã biết là fed đã có cái quyết tâm là tăng thêm lãi suất một lần nữa ít nhất là như vậy cho nên cho dù là CPI ra sao thì cảm thấy là Fed vẫn sẽ tiếp tục cái quyết định là tăng lãi suất mà thôi. Và đây cũng là một điều mà hoàn toàn không có lo chức mà nhiều nhà báo cũng đã hỏi trực tiếp Fed rồi các bạn nhưng mà vẫn chưa có một câu trả lời À, gọi là được à, hài lòng. Tại vì sao các bạn? Tại vì nếu như mà Fed đã quyết định là tăng lãi suất tới mức nào đó rồi, thì cứ nói là sẽ tăng lãi suất tới mức đó đi. Tại sao lại cứ nói là chờ thêm dữ liệu à, và tùy theo dữ liệu như thế nào họ sẽ có quyết định. Nhưng mà nếu như mà họ không quan tâm tới dữ liệu, họ chưa thấy dữ liệu tháng này mà họ đã nói là họ sẽ tăng lãi suất ít nhất là một lần hay là hai lần nữa. Và trước đây đó cái lúc mà Fed vẫn đang tăng lãi suất, thì khi mà được hỏi là kỳ họp kế tiếp lãi suất sẽ như thế nào, thì Fed nói là tùy theo dữ liệu. Uh, PCE know, cpi rồi mới tính tiếp nhưng mà khi mà fed vừa quyết định nhưng tăng lãi suất tháng vừa rồi đó thì uh, khi mà hỏi cuộc họp kế tiếp sẽ ra sao thì fed lại nhanh chóng nói cuộc kế tiếp có thể là sẽ tăng lãi suất nữa nói chung thì cpi sẽ là cái chỉ số lớn nhất trong tuần này chúng ta cần phải quan sát rồi ngày thứ năm chúng ta có chỉ số làm phát bán sĩ ppi còn về btc thì các bạn thấy là ngày hôm nay đã, đã có một thời gian qua khỏi 31.000 đô và cũng tăng rất nhanh rồi các bạn các bạn thấy được là đây là cái biểu đồ nến giờ thì trong vòng khoảng chừng 2 giờ đồng hồ giá của BTC đã đi từ khoảng chừng 30.200 đô lên tới 31.000 À, 058 đô các bạn tăng gần như 1.000 đô Trong thời gian chỉ có 2 tiếng mà thôi Nhưng mà cũng trong vòng 2 tiếng Đã từ mức đó đi ngược trở về Cái mức là 30.200 đô Hiện bây giờ thì giá của Bitcoin Mức là 30.480 Và nếu mà chúng ta nhìn Cái mức giá của BTC thời gian gần đây đó Thì cũng có đó các bạn Nói chung thì cái mức này cũng đã cao hơn Cái mức cuối tuần rồi Cuối tuần thì chúng ta xoay quanh mức là khoảng 30.300 đô à, Và chúng ta cũng đã thấy Một cái hiện tượng gần đây đó chính là có rất là nhiều những cái hội đào gửi BTC lên trên sàn Thuân đã chia sẻ rất nhiều thông tin non chain với các bạn Và thống kê đó trong vòng 30 ngày qua thì tổng cộng những hội đào đã gửi 70.850 BTC lên trên sàn giao dịch các bạn Và con số này đó khi các bạn so sánh với lại những năm trước đây đó thì cực kỳ cao luôn. Khi mà chúng ta nói tới là họ gửi lên sàn giao dịch thì đó là tài liệu on chain mà thôi nhưng mà lên đó rồi đó họ có bán hay là chưa hay là họ đã bán phần nào hay chưa hay là họ chỉ gửi lên để hù mọi người thì cái đó chúng ta hoàn toàn không biết được nhưng mà con số này nó cũng khá là đáng kể các bạn so với lại trong vòng 30 ngày tổng cộng những đợt trước đây đó thì cao nhất là khoảng 16.862 như là chúng ta nhìn thấy được năm 2021 trước đó năm 2020 cũng có một đợt gửi hơn 16.000 đô và trước đó nữa là năm 2017 Lần này các bạn thấy được là con số đã tăng đáng kể gấp mấy lần trước đây luôn Thì tại sao những cái thợ đào lại gửi nhiều BDC lên sàn như vậy Thì có thể là đây là họ đã đào được trong vòng mấy tháng qua họ tích lũy khi mà giá dưới 20.000 đô Ở mức này có thể họ cảm thấy là tốt để bán và có thể là có lời được nhiều và họ có thể lưu trữ số lượng tiền lời đó để có thể tiếp tục kinh doanh mua thêm máy đào vân vân tại vì chúng ta so với lại cái đợt hai bên kế tiếp là ước tính bây giờ khoảng tháng Tư thì chúng ta còn là không tới một năm nữa các bạn từ tháng 7 đến tháng 4 còn khoảng 9 tháng nữa thôi thì có thể là những cái hội đào này họ sợ là từ đây đến đó không còn một cái cơ hội để bán với giá tốt nữa tại vì các bạn thấy là ngay cái ngày bị con hạ bình thì cái số lượng bdc được thưởng sẽ giảm đi phân nửa và những cái xưởng đào nào mà không có sự chuẩn bị đó thì thu nhập của họ sẽ mất đi phần nửa ngay lập tức và có thể họ sẽ không có tiếp tục kinh doanh đào được nữa và họ sẽ rời khỏi và những ai ở lại là những người mà sẽ có thể trục lại được tại vì những người ở lại độ khó đào điều chỉnh thì họ có thể đào một cách hiệu quả hơn cũng có thể đó là lý do các bạn và có phải là những cái xưởng đào này là những người mà họ đã canh bán lúc mà giá BTC mỗi lần lên 31.000 đô hay không thì đương nhiên ta không biết được nhưng mà hoàn toàn có thể các bạn có thể là cái số lượng Bitcoin được gửi lên mỗi lần mà giá BTC lên tới 31.000 thì lại có lực bán đến từ những cái xưởng đào này tôi chỉ cảm thấy đây là một cái biểu đồ thú vị tôi muốn chia sẻ để các bạn có thể nhìn thấy được cái số lượng gãy đến những sàn dịch từ những cái xưởng đạo là nhiều cỡ nào mà thôi. Và nói chung thì cả thêm crypto tô ngày hôm nay cũng rất là tốt các bạn. Phần lớn là màu xanh chúng ta có Mina uh, tăng 13.8%, chúng ta có ma được tăng 8.1% và chúng ta có những đồng như là POS tăng 6.6%, HEX tăng 6.2. Và chúng ta nhìn tổng số vốn hóa của thị trường ngày hôm nay đó thì tăng 1.3% các bạn và tổng số hóa vẫn hơn 1.2 nghìn tỷ. Những nằm trong top 10 các bạn thấy là cũng không có tăng bao nhiêu chúng ta thấy BTC thì cũng tăng nhưng mà tăng 0.8 so với giá ngày hôm qua y 0.6 chúng ta có coi đo nó tăng 1.3 nhưng mà BNB thì lại tăng 5.4% ngày hôm nay. Có phải là tại vì chúng ta có một cái launchpad mới là Arkham Intel đến từ sàn Binance hay là không Thật ra có một số drama say quanh cái dự án Arkham Intel này tôi sẽ chia sẻ chi tiết một lát nữa với các bạn Nhưng mà trước hết chúng ta hãy dành một ít thời gian để mà nói về một số dự đoán giá crypto các bạn. Đây là một đề tài mà nhiều bạn rất là thích nghe nhưng mà thật ra chúng ta nghe cho vui thôi các bạn. Tại vì tôi sẽ chia sẻ một số những thông tin để các bạn hiểu rõ hơn tại sao chúng ta không có nên tin những cái dự đoán giá này quá Khi mà các bạn thấy là mọi người đang không được vui, mọi người muốn bỏ cuộc mọi thứ ảm đạm đó thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều dự đoán giá nói là giá BD sẽ xuống còn 10.000 đô còn 8.000 đô năm 2019 chúng ta đã từng nghe nói là BD phải xuống dưới 1.000 đô nếu không thì sẽ không lên được nhưng mà các bạn thấy cuối cùng BD sẽ xuống còn khoảng 3.500 đô rồi lại tăng trở lên và chúng ta cuối cùng đã có cái đỉnh mới năm 2011 đó chính là 69.000 đô thì khi mà giá BDC hồi phục lại và trên đường tăng trưởng thì cũng là những dự đoán giá các bạn nhưng mà lần này là những dự đoán giá mà nó có cái tính chất vô nhiều hơn nói là BDC sẽ đạt được con số này con số kia thì hôm nay chúng ta có nhận định đến từ hai đơn vị các bạn đầu tiên là Rao Po Rao Po của cái công ty Real Vision thì Rao Po đã đưa ra nhận định Thứ nhất là liên quan tới BTC Thì Raul Paul nói là giá của BTC sẽ tăng 3 lần so với lại cái định cũ Và đó là một cái dự đoán giá coi như là conservative Như là một cái dự đoán giá khiêm tốn mà thôi Và giá BTC hoàn toàn có thể tăng 3 lần so với định cũ Có nghĩa là giá cũ là khoảng 70.000 đô cho dễ đi Thì Raul Paul nghĩ là giá sẽ lên tới 210.000 đô năm 2023 còn về Solana này sao? Solar nè Thì uh, Rao nghĩ là Solana có thể tăng 20 lần từ giá hiện tại nếu như mà Solana đi theo cái uh, biểu đồ giá của Ethereum năm 2018 Còn Ethereum thì sao? Ethereum thì Rao nghĩ là có thể tăng 5 lần so với lại cái đỉnh Thì đỉnh của Ether là khoảng 4.800 đô Thì uh, nghĩ đơn giản là 5.000 đô đi Nếu như tăng 5 lần có nghĩa là giá của Ether phải lên hơn 20.000 đô đó là cái dự đoán giá đến từ Rao và Rao không phải là người duy nhất đâu các bạn. Chúng ta thấy được là Standard Charter ngân hàng này đã cũng đã đưa ra nhận định của họ là riêng cho BDC mà thôi. Nhưng mà Standard Charter đã nói là BDC có thể tăng lên 50.000 đô các bạn vào cuối năm nay. Có nghĩa là trong dòng khoảng chừng 5 tháng còn lại đó giá của BDC sẽ tăng bây giờ là khoảng 30.500 đô thì các bạn đã thấy là lên tới 50.000 đô có nghĩa là giá BDC phải tăng khoảng chừng là 66% từ đây cho đến cuối năm và đến năm 2024 đó thì giá của BDC sẽ lên tới 120.000 đô Wow các bạn Standard Chartered cũng khá là bullish nhưng mà các bạn có đừng quên Standard Chartered cũng là người mà đã đưa ra nhận định là BDC có thể xuống còn 5.000 đô cuối năm ngoái các bạn đã nhớ thường đã chia sẻ thông tin này với các bạn lúc mà cái thời điểm ảm đạm nhất ngày 5 tây tháng 12 lúc đó giá BTC đó chỉ khoảng chừng là 15 16 000 đô thôi thì Standard nói là BTC có thể xuống còn 5 000 nhưng mà Nửa tâm sau thì nói là BTC có thể lên 66% nữa từ đến cuối năm các bạn Những cái điều đón giá này như thường chia sẻ chúng ta nghe cho vui thôi Tại vì đương nhiên không ai có thể biết được tương lai Cho nên các bạn không thể nào mà đón chính xác được là giá sẽ ra sao Giống như là các bạn dự đoán là giờ này năm sau ngày 10 tháng 7 thì thời tiết sẽ bao nhiêu độ Cái chính xác của bạn sẽ không có là bao nhiêu đâu nhưng mà nếu như mà thường hỏi các bạn là giờ này năm sau là thời tiết ở Cali sẽ là nóng hay là lạnh Thì đương nhiên các bạn sẽ nói là nóng Nóng bao nhiêu chúng ta không biết Thì đầu tư dài hạn cũng như vậy các bạn Chúng ta dựa vào lòng tin dựa vào phân tích căn bản dựa vào những cái phân tích các bạn có những thông tin để các bạn có thể đưa ra một nhận định về tương lai của một loại tài sản và chỉ cần là chúng ta tích lũy đúng loại tài sản thì các bạn thấy được là lịch sử luôn cho thấy tài sản nếu như mà thực sự có giá trị thì sẽ có nhu cầu tăng lên theo thời gian và tới bây giờ BTC cho dù ngay mức này các bạn chỉ có 30.500 đô thôi thì BTC xếp hạng vẫn là tài sản lớn thứ 12 các bạn BTC tổng số vốn hóa bây giờ cao hơn cả TSMC, cao hơn cả Visa, Louis Vuitton, United Healthcare và Eli Lilly JP Morgan và chỉ đứng dưới Berkshire Hathaway thật bạn công ty của Warren Buffett và cũng đã có thời điểm khi mà BTC tăng lên tới mức là khoảng 40.000 50.000 thì các bạn thấy được là BTC vốn hóa còn cao hơn cả Berkshire Hathaway hay là Meda nữa. Giá của BTC cuối năm bao nhiêu hay là đến hết chu kỳ nào bao nhiêu thì cũng không biết, thuần chỉ có lòng tin là giá của BTC là một tài sản mà sẽ có nhu cầu tăng theo thời gian và những gì mà chúng ta nói bao nhiêu năm qua đó ngày lại càng thể hiện rõ ràng hơn. Càng ngày thì BDC càng trở thành một phần lớn của thị trường tài chính. Càng ngày thì BDC càng trở thành một phần của những công ty. Các bạn thấy được là họ lưu trữ, họ cung cấp dịch vụ cho BTC. Chúng ta được là BDC ngày lại càng trở thành một trong những đề tài liên quan đến chính trị và những quốc gia rất là quan tâm đến cái loại tài sản này. Cho nên đối với Thuận đó, thì tương lai BDC sẽ tăng trưởng theo thời gian. Và điều mà Thuận làm là tích lũy và quản lý rủi ro. Và không chỉ riêng là thuận tích lũy đâu các bạn, chúng ta thấy được là gần đây đó thì cái sự FOMO cũng đã trở lại với những quỹ đầu tư. Chúng ta cũng thường nhìn vào cái tài liệu được chia sẻ bởi Conshare hàng tuần. Thì Conshare đó họ có tài liệu một số những quỹ đầu tư như là chúng ta nói tới Rayscale, Conshare, 21Share, ProShare vân vân Nhưng mà đây không phải là tất cả các quỹ đầu tư nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được một góc nhìn nho nhỏ là những quỹ đầu tư đang làm gì nếu như mà những quỹ này đang tích lũy thì khả năng những quỹ khác cũng đang tích lũy và chúng ta thấy được là họ đã tích lũy cho lại 3 tuần qua chi tiết hơn đó các bạn thấy được là tuần vừa rồi đã có 136 triệu trở vào thị trường này và trong vòng 3 tuần qua đã có 470 triệu có nghĩa là gần nửa tỷ đô la trở vào thị trường này thì con số này các bạn nên nhớ là chỉ đến từ một số quỹ các bạn nhìn thấy trên màn hình mà thôi thống kê này đó là chỉ có khoảng chừng là 90 quỹ thôi chứ còn rất nhiều quỹ còn lại chúng ta không biết tại vì không có tài liệu thống kê và cái số lượng tiền đi vào thị trường này đó trong vòng 3 tuần qua thì đã đi vào đâu các bạn? Đi vào BTC rất rõ ràng luôn. 132 triệu đã vào BTC rồi trong khi Ether chỉ có 2.9 triệu đô la mà thôi. Và cái số lượng tiền vào đó một lần nữa nhiều nhất lại đến từ nước Đức, Đức các bạn. 61 triệu đã đến từ nước Đức. Hoa Kỳ đứng lớn thứ nhì đó là 55.9 triệu và Canada là 11 triệu đô la. Đương nhiên chúng ta thấy cái sự tăng trưởng trở lại của những quỹ đầu tư này ấy, đưa vào BTC phần lớn là tại vì họ đã bỏ lỡ cơ hội và họ thấy Trascale bây giờ đã đề xuất Bitcoin Spot ETF thì những cái công ty phố Wall cũng làm y như vậy. Những quỹ mà không có nhiều BTC bây giờ đó, tôi nghĩ là họ cũng đang muốn tích lũy thêm. Và các bạn đã thấy là họ cũng giống như là nhiều người đã không có quan tâm. Thậm chí đó là các bạn thấy được là những thời điểm mà họ nên tích lũy thì chúng ta lại thấy là họ lại bán BTC ra khỏi những quỹ này. Đợi tới lúc mà BTC tăng trở lại ba tuần qua thì họ mới trở vào để mà tích lũy và thùng có một cái video ngắn liên quan tới Bitcoin Spot ETF thùng muốn chia sẻ với các bạn cái video này đó thì chúng ta không cần xem hết đâu chỉ cần xem phần nữa thôi từ phút thứ nhì thì trong video này đó chúng ta nhìn thấy trên màn hình đây chính là cựu chủ tịch của SEC Jay Clayton thì Jay Clayton gần đây cũng lên đài CBC và cũng nói khá nhiều về quan điểm của mình liên quan tới Bitcoin Spot ETF lần này được mời lên thì cũng nói về lãi suất nhưng mà một phần thì nói về crypto để thường chia sẻ các phần nói về crypto với các bạn cái phần đầu tiên này đó thì đại CNBC hỏi Jay Clayton Các bạn đã nhớ người này là cựu chủ tịch của SEC có nghĩa là người này đã giữ chức vụ chủ tịch trước khi mà Gary Gensler trở thành chủ tịch của SEC Thì câu hỏi đó là ông nghĩ như thế nào về những công ty lớn của phố Wall lần lượt đề xuất để muốn có một Bitcoin Spot ETF Thì Jay Clayton đã nói là trở lại dòng thời gian năm 2015-16 đó thì lúc đó BTC là một thị trường rất là nhỏ, không có liên quan gì đến thị trường tài chính nói chung. Bây giờ không phải rồi, bây giờ BTC ngày lại cạn trở thành một phần của thị trường tài chính nói chung. Và lúc đó không có một công ty lớn nào ở phố Wall muốn đưa tên tuổi của mình chế bên BTC hết. À, tại vì đối với một công ty như là BlackRock, đó, khi mà họ đã muốn có một Bitcoin Spot ETF, có nghĩa là họ chấp nhận để cái thương hiệu BlackRock, một thương hiệu mà họ luôn bảo vệ, kế bên thị trường btc có nghĩa là đây là một trong những cái dấu hiệu là blackrock và những công ty còn lại họ muốn có một Bitcoin Spot ETF tại vì họ có lòng tin là thị trường này là đã đủ trưởng thành và những gì mà thị trường này đang có đó thì hoàn toàn là đầy đủ đối với họ cho nên họ mới có một cái đề xuất Bitcoin Spot ETF không giống như là năm 2015 16 dựa theo Clayton lúc đó là một thị trường mà phần lớn có uh, nhiều sự làm giá Lúc đó là một thị trường nhỏ hơn, là một thị trường mà có nhiều cái hoạt động bất hợp pháp Bây giờ đối với Jay là không phải nữa Và những công ty lớn phố war này muốn tiếp cận thị trường này là một điều mà đối với ông cũng bất ngờ nhưng mà đối với ông là một cái dấu hiệu là thị trường này đã trưởng thành Để thường chia sẻ các phần này với các bạn hồi nãy thường đang thâu ra nhưng mà cái camera nó bị vấn đề gì rồi các bạn cho nên nó khiến cho cái máy rất là chậm một lát là thường mới reset lại cho nên cái phần còn lại của video này thường sẽ không có camera nhưng mà để thường chia sẻ cái clip này với các bạn tôi sẽ nói tiếp you could. if you watch with interest as as uh, blue chip firms have decided that that they want to get involved with bitcoin or or crypto well it, it's a, give me a minute it's a fascinating etymology let's go back to like 2015 16 this is an offshore retail nothing close to what i would say the core of our financial markets at that time if you look at trading of bitcoin the emergence of bitcoin it looked like it looked like stocks but it was nothing like it now we've seen a development all the way to the point where companies whose reputation in the market matters are saying you know what we think that trading we think that the custody we think that those protections around this market are sufficient that we're willing to put our name on it and offer that product that's actually an incredible development not one that i expected um, I was very skeptical of trading in, in the Bitcoin market when I was um, SEC chair. I thought, you know, there were studies that 90% of it was wash trading, right for manipulation and the like. Large people dumping. You know, the fact that we have these institutions that know markets better than than anybody, and are saying, you know, we're going to put our reputation behind it. I, I find that pretty remarkable. cái phần thứ nhì này đó thì câu hỏi sẽ là khi nào mới có một spot Bitcoin ETF SEC có ý định từ chối hay là không thì Jay Clayton nói là trước đây đó khi mà SEC đã cho thông qua cái Bitcoin Futures ETF thì lúc đó SEC đã đưa ra một cái nhận định là thị trường future thì thị trường spot khác nhau thị trường spot có cái độ nguy hiểm hơn có nhiều cái không quản lý được hơn là futures đây là điều cũng rất là vô lý thường này chia sẻ với các bạn rồi thường là futures sẽ nguy hiểm hơn spot chứ tại sao lại, lại ngược lại nhưng mà đó là cái quyết định của SEC và Jay Clayton nói là những công ty này bây giờ đó họ đã đưa ra những cái dẫn chứng cho thấy được là thị trường spot và futures gần như là giống nhau và nếu như mà họ nói đúng thì SEC sẽ khó có thể từ chối được nói chung đó, là Jay Clayton nói là SEC khả năng sẽ có thể chấp nhận những cái đơn Bitcoin ETF này để thường chia sẻ vật lại với các bạn Can they say no to a spot ETF? For how much longer? Well, well it goes to that issue. I think that when the SEC approved the futures-based ETF, they said, let's look at the futures market. We see the surveillance, we see, we see the protections in that market for the end investor that are sufficient. We don't see them in the spot market, so we're going to make that distinction. I think what the institutions are arguing is that those, those distinctions have gone away, and now the spot product is actually less drag, more efficient for the investor. So, that if there's not that delta in regulation, not that delta in what I could say efficacy, the spot should be approved. That's the, that's the argument when? that's going on right now. Look, the, 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 the regulatory process, whether, it doesn't matter. It's been a while already. It, it, it's been a while already. What, what I would say is this, if they're right, that you can demonstrate that the spot market has similar efficacy to the futures market, you know, it's, it would be hard to resist approving a Bitcoin ETF. Và trong cái phần thứ nhì thường gì chia sẻ với các bạn đó, Jay Clayton cũng đã nói là cái quỹ Bitcoin Spot ETF đó, nó sẽ dễ tiếp cận hơn và cái chi phí nó sẽ thấp hơn là một trong những sản phẩm mà có nhiều lợi thân đối với nhà đầu tư hơn là Bitcoin Future ETF và cái quỹ Spot ETF đương nhiên sẽ có Bitcoin thật sự trong đó.